Mày ngu chưa? Bây giờ tao nói mày nè, rồi tao hỏi mày nào Phạm, mày trả lời tao đi. Mày người Việt Nam, mày nói tiếng Việt Nam hay nói tiếng Mỹ? Hay mày nói tiếng Tây? Mày trả lời tao đi. Mày người Việt Nam, mày nói nghe, mày nghe được cái tiếng nói Việt Nam mày vô mày bình luận nè, phải không? Mà đất nước của mày, vua của mày, mày bỏ mày ra đi, mày phản bội lại nước Việt Nam. Mày quân vô mấy Mỹ vẫn mày trở về mày phản bội đất nước Việt Nam thì tất nhiên vua mày không thờ. Mày đi nước nào không ai tôn trọng mày đâu. Nó thật với mày đó. Đất nước của mày, dân tộc của mày mà đi nói xấu mày beo xấu. Ghê. Là cái gì mà bên cộng sản? Cộng sản làm gì? Rồi mày nói tao nghe đi, cộng sản làm gì? Tụi mày nhắc lại cho tao hại cái tội ác tụi mày ra không à? Thấy không hả? Mày thấy mặt tao không? Tao đưa mặt tao nè, còn bẩn mặt mày mày lên mày giấu, tao đưa rõ ràng luôn nè. Tao thấy mày lên hồi nãy mày cũng lịch sự lắm đó. Con người thì mặt mày cũng sáng láng, mà trong cái tâm mày á, cái địa của mày nó độc ác và phản bội quê hương. Bây giờ cộng sản làm gì ác? Mày nói đi, rồi nãy mày nói cái câu là nô lệ Tàu. Nô lệ hồi nào mày chỉ tao cái đi. Năm 79 đã đánh thằng Tàu chứ không đánh sao. Bây giờ không lẽ đi ra khiêu khích người ta, đánh người ta. Mày ngon mày về mày quánh đi. Ngon con cháu mày về quánh đi. Bây giờ đang nô lệ hồi nào mày chỉ tao có nô lệ đi, mày nói cho có nha. Chứ tao nay tụi tao sống, tao người dân là tao không gì chứ, mà tao sống rất là yên ổn. Nô lệ muốn ăn chừng nào ăn, rồi ha hát gì hát đi đâu tùm lum. Rồi bây giờ nó lẩu xá đầy đủ hết trơn, là nước lo hết trơn luôn. Tao thấy sự thật. Mày nói bây giờ Việt Nam nô lệ thằng Tàu, nô lệ chỗ nào? Mày nói đi. Đồ ngu, mở miệng ra nó ngu. Không có chỗ nào để con người nói tiếng Việt Nam cũng có người nhìn mặt mày vậy mày ốc chó. Tao nói nó hơi nặng chút. Con chó cái ốc chó nó còn khôn hơn tụi mày nữa thiệt. Con chó mà nuôi nó phải quý chủ nhà. Thiệt cái chứ. Con người gì đâu mà không biết tổ quốc quê hương của mình. Chạy qua bển, cái đu càng qua bển rồi cái ăn ba cái con thừa cá cặn của Mỹ bển. Của ba Tân Thái, ba Ni Chương rồi mấy gài nổ đó. Bây giờ tao nói mày ha. Mày nói chuyến này mày đi kéo biểu tình 2 tháng 9, 4 tháng 9 rồi không có rồi. Chuyến này mày kéo biểu tình ha. Chuyến này cộng sản bắt đầu áp với tụi mày nè. Tính không? Dân Việt Nam sẽ áp với tụi mày nè. Chuyến này không có bắt tụi mày đem vô tù, mà nhận với cậu tiêu á. Cho tụi mày uống nước cứt á, cho mày người cho nó khôn trở lại. Mày ngon đây mày đấy, thì chuyến này dân đánh tụi mày không đó. Tao nói mà dùng trên thành phố đấy nó nhiều cái thành phần. Chứ quê mấy cái chợ nhỏ, mấy thành phố nhỏ dưới này mày kéo một cái đề dân nó đánh cho mày thấy đẹp. Tao nói thiệt chứ tụi mày. Tụi thấy rất là bức xúc tụi mày. Mày hay đừng lên đây nổ. Bà đặt lên đây tầm bạ. Chỉ mẹ mày đâu rồi thằng Hùng Phạm? Trốn hả con? Chắc ở đâu đi. Việt Nam trong này ai nô lệ chứ thằng Tàu, thằng Tàu ở đâu? Mày chỉ tao cái đi. Đấy, mở cửa. Ba. Mày trả lời tao đi, nô lệ hồi nào? Nhân dân vậy hắn nô lệ ai chứ? Sống rất là bình yên nào, không nô lệ ai chứ? Hồi đó nô lệ thằng Pháp phải không? Rồi thằng Mỹ phải không? Xâm chiếm nước Việt Nam phải không? Cộng sản là đã đánh tan hết, nó dẹp hết, nó đem sự sống cho nhân dân. Nghe. Mày mắt gõ mày ra mày nghe dụm cái nè. Mở lỗ tai trâu mày ra mày nghe tao nói nè. Cho mày hay mày đừng có ngu vừa vừa đó. Cái đất nước của mày, tổ quốc tổ tiên ông bà của mày nha. Mà mày không biết tôn thờ. Mày đi hủy hoại đất nước, nói xấu lại đất nước mày. Thì tất nhiên không có vua nào mà dưới mày, không có đất nước nào mà dưới mày. Mày nghe mấy tuần cả lương mấy nịnh không? Mấy nịnh lớn gì nè. Đó, nó tâu. Rồi trước sau nó cũng hay chết sớm à. À, cô chữ thằng Hùng Phạm đấy cho nó hả giận cô rồi, con mời người khác đi. Thôi chào hết diễn đào nha, cô chào Hà My nha. Dạ, cô lên lại giờ nha. Rồi, ai lên thì ok Hà My. Dạ, con làm việc cô. Mày nghe mấy chữ. Đâu Kiều Như nha. Thấy không? Chị đang mời Kiều Như đó. Cho ông chết chưa? Em chào chị, chào cả nhà. Giờ chuẩn bị đi ngủ nên nằm nghe mà thành tối hôi. Trời, đêm mình ngủ gì? Không, màn hình bên em tới không? Dạ. Không, chị vô mùng rồi mà nằm nghe thôi. À. Thì ông Hùng Phạm này thực tế rằng em biết ông lâu rồi, qua clip của Duy Nguyễn lâu rồi, nhưng có điều là lên trên đây em cũng thắc mắc. Ừ. Thì đó, em cũng thắc mắc cái gương mặt như thế nào. À. Cho nên em cũng nhớ mang máng ra thì ra là tên này. Cái luận điệu ổng chứ luận điệu ổng chỉ có nhiêu đó thôi, cũng như cái đám Hùng Lăng thôi. À. Vũ sư Hùng Lăng với Trương Tân Thái thôi, chứ chẳng có khác gì hết. Ừ. Bây giờ cho ổng lên 100 lần thì chúng vẫn có nhiêu đó thôi, chứ không có thể nào mà nói khác được. Ừ. Cái đó cứ như bò vậy hả? Ừ. Đúng rồi đó. Ừ. Chứ không có kêu bằng nói tốt đẹp gì Việt Nam. Cho ổng chỉ đặt lên những cái câu hỏi như Hùng Lăng là thứ nhất là không, như cái câu này ổng nói cộng sản có cái gì mà tốt hay không đó, đó là câu đó. Còn mấy là ổng hỏi năm 54 di tản đồ á, còn không ấy thì ổng hỏi nói chung là những cái khía cạnh mà lịch sử mà xuyên tạc thôi, chứ chẳng có gì tốt lành. Không ấy là đòi lật đổ cuộc đời, chỉ có nhiêu đó thôi, cái bản cũ có nhiêu đó thôi, chứ không gì khác mới mẻ. Nãy chú kia chữ quá trời rồi, mấy người chữ ông rồi em không chữ. em không có chữ. Thì ổng nói trên thế giới thì có bao nhiêu cái nước là cộng sản, mà thực tế là những cái chính sách của cộng sản thì đa số là những cái nước mà dân chủ nó áp dụng qua không. Chứ nếu mà không có thằng cộng sản, thì cái thằng tư bản nó còn ác nữa. Thì điển hình là mình thấy những cái trong lịch sử đã ghi là hợp pháp thuộc đó, thấy mấy thằng kêu bạn gì, mấy thằng dân chủ đó. Ừ. Cái nạn dân chủ đó nó đem tới đó chưa đó, tốt lành gì đó. Nhờ nói chung là nói lịch sử nó dài dòng, mình không biết nói làm sao cho nó hết đó. Rồi những cái tên này nó khoái xuyên tạc ra cái dạng như là như thế này là mưa dầm hấm đất đó chị ơi, ý mấy giả là vậy thôi đó, mà hấm không nổi đâu, đất này đất cứng, đất sét, đất gì á. Vậy bây giờ chế độ cộng ủa vậy là tính ai? Ủa tính ai? Tính các ông mới lừa. Không phải. Các người đang lừa bịp dân dân ở đây nè. Có những cái lũ mà ngu á, người lừa bịp đó đang ăn ngồi ông tù đó. Các người về cứu đi. Về lo cứu đi. Đang lừa gạt đó. Vậy. Mà giống như nói đất nước mình nó giờ nó phát triển như là cái mạng thông tin nó cũng nhiều lắm, dân mình cũng biết được chút rồi, người dân cũng khôn rồi, không phải như là mùa xuân Ả Rập trải qua những cái nước như là Syria hay là cái mấy cái nước gì mà đi qua nước đầu tiên em đã quên rồi, không nhớ ngắt nghe không nhớ được, nhưng thực tế là nói gần đây thôi, cuộc chiến ở Syria thôi đó, thằng Mỹ đó, nó bắt đầu rồi nó cũng làm cho dữ lên, nhưng bây giờ đó, còn chặng cuối cùng đó, nó đẩy cái đám mà tay sai của Mỹ dựng ở bên Syria ra đó. Tin tức ngày nào không nói, mà nó hẳn ra ở bên hải ngoại toàn là mấy cái kênh nhồi sọ không à, mấy kênh thông tin nhồi sọ không à, chẳng có tốt lành gì hết đó. Nói gì đâu không à. Dạ thì đó, mà có một cái đài mà mình thường nhắc đi nhắc lại hoài, mình không nhắc thì không được, là cái đài mà RFA. Nhắc đi lần nữa là cái đài RFA, nó là cái đài mà chuyên chấm phá những cái trước nữa là năm 80 mấy 70 mấy đó, là nó chuyên những chống phá như cộng sản, khối cộng sản ở Đông Đức rồi đó, hay là những nước châu Âu đó, nó sụp đổ là dũng gì. Dạ. Cũng là vì cái đài tiếng nói RFA đó, nó cài vào đó. Cướp cái mẹ chứ Hùng Phạm mày cướp cái gì hả? Mày lấy cái gì mà cướp hả? Mày lấy cái gì cướp? Mày trên răng dưới đôi dép biết còn không mà mày cướp cái gì? Lùng chúng bay mới cướp á. Chạy cơ mà chạy quăng ổng, cái hợ ổng chạy quăng dép tuột quần luôn, lấy gì cướp, chạy hụt mạng luôn á. Sao mày có đất đâu mà cướp hả? Mày có cái gì mà cướp? Con người mày còn chưa đáng, chưa đủ giá trị để mà cướp nữa, ở đó mà cướp. Chúng bay á, giờ đang muốn bị cướp đất nước lại thì có. Chúng bay hả, lấy gì mà cướp? Ở đó mà cướp. Nói cộng sản nghèo mà sao thấy nhà chị bự quá vậy? Sao chị không hỏi à? Đâu. Sao em dài vậy? Ủa sao dài? Em đâu có dài đâu. Chính tội em đang khôn đó Con Trần. Cái dài mới đi theo ba quê, đúng chưa? Cái dài mới theo ba quê. Còn em đang khôn đấy. Em đang khôn, em đang sống trên đất nước Việt Nam này nên chứ không bắt tay với các anh. Nếu mà tôi mà dài tôi bắt tay với các anh chắc tôi vô tù tôi ngồi rồi. Đi khuấy phá đất nước tôi cũng có phá. Đất nước Việt Nam tôi cũng có phá. Nghe là ổng là nghe là ổng là giờ đâu còn nấu bún nãy hả? Ông nãy giờ tôi đâu có nấu bún bò, tôi ăn no để tôi mọ tôi chửi tới giờ này, đúng không? Nghe các anh mới dạ. Sao nha từ cái Vâng ổng sao cái vụ mà ông Đào Minh Quân cài mấy người về sao ổng không bắt trước ông về hay ôi ta kêu án hai người đó 14 năm tù đó, người 14 năm á. Sao ông đi theo về, ổng ngồi ở bên đó ông cứ chỏ về riết à. Em chào anh Trần Hồ Nam. Muốn làm giàu thì ê cái mặt của ông á, tại cái cuộc đời tôi đã nói cuộc đời của ông á, cha ông là theo Mỹ rồi, tới cuộc đời này ông cũng theo Mỹ. Mỹ giàu hả? Mỹ giàu thì ông ở bên Mỹ đi. Việt Nam tôi đâu có cần. Cô nghèo cũng đất nước Việt Nam của ta, của tôi. Tôi cũng cần ông về đây. Ông về đây thì đất nước Việt Nam này cũng không cần ông, đúng không? Đúng chưa? Còn ông muốn theo Mỹ giàu á, cái đời của cha ông đó đi ăn theo cước Mỹ rồi. Rồi ta đời ông nè, phải không? Ta đời ông nè, bây giờ cũng khốn nạn, đúng chưa? Đi lừa gạt đồng bào bên đó, rồi đi về lại lật đổ đất nước này, có khốn nạn không? Trên thế giới này, ông qua trên thế giới này nè, năm 2018 rồi, có đất nước nào mà để mà về mà chống đối xuyên tạc đất nước này không? Chỉ có cái lụ của ông thôi, bác que sọ lá thôi. Thế còn đúng ra mà lính Cộng Hòa là họ đã thua cuộc rồi thì họ chấp nhận. Còn các ông cả này hiện tại bây giờ nè, cái đời F2 của ông nè, của ông á, cái đời của ông á, bảo trá người ta không à, là ba que sọ lá đó. Còn cái đời lính Cộng Hòa là người ta đã thua, tôi không nói. Còn cái đời sau của các ông á là lừa gạt, lừa đảo người ta, bao que sọ lá là các ông đó. Đặt cái tên này cũng đúng lắm đấy chứ. Hương Đòn nói chuyện về tào lao không ta? 9% quán quân từ bỏ chế độ cộng sản là minh chứng rõ ràng là sao? Không hiểu à. Ôi cần gì, tao ở gần Sài Gòn đây nè. Biết sao biết đồ, ông đâu cần gì về đây. Đất nước người ta làm gì cùng đất nước của người ta, của Việt Nam đây, cũng tới phiên cái mỏ ông xiết vào, nói chưa? Hướng Đoàn này nãy giờ cứ nhắn cái tào lao có gì vậy? Nhắn thì nhắn cho rõ luôn đi. Hương Đoàn này còn trẻ trâu quá, là nếu muốn biết kỹ hơn làm ơn đọc lịch sử lại. Còn nếu muốn phản biện thì nói rõ ràng chút. Tôi kêu gọi sao cái cha tao không, nghe chưa con Hương Trần? Mày thích diễn đàn ở bên thằng Thân Thái đó, thằng bé Lý Trương đó, biết chưa? Toàn hả mua câu like đó, lừa gạt chúng bay đó, bạn không biết à? Cái lù chúng bay ngu. Ở diễn đàn tao là người thật, việc thật. Còn mua câu like, thấy chưa? Đi lừa gạt là ta ăn đồng tiền. Tao phải cái loại mà bố liên sĩ với cái cặn bã chúng bay bên hải ngoài á. Tôi mà cái lũ chống cộng cực ngu của chúng bay á, thấy chưa? Lũ chúng bay á, mỗi con thì lên đánh phấn son cả mặt. À mới lừa gạt chúng bay đó. Cái lũ mày với con Mui Mosa rồi đó. Con với con Bích gì à? Bích Trang Bích gì đó. Mình mới nói con đĩ đó, đi xuyên quốc tế. Sau trận này nè, Lần này mắng nói là làm ơn đi ở tuồng giùm cái. Hả? Ở tuồng đi, cái con Mimosa này, cái con Bích Trang ở tuồng đi. Tụi bay là một con đĩ, mấy con đĩ con cháu tụi bay là đĩ rẻ tiền. Đi lừa gạt đồng bào, đi lừa đảo đồng bào để mà ăn. Rồi bay đi mua view, mua like gì đó để lừa gạt đến cộng đồng mạng ăn. Cái lũ chúng bay mà với vô liên xì. Con tao hấp dẫn những cái cha tao, biết chưa? Con bắt mới gì cái lũ chó tụi bay, cái lũ chó bay là không đáng, làm người, vô liên xì. Còn chúng bay mà nói câu mà hòa hợp với chúng bay hả? Tao trả thành cái chó và tụi bay tao hòa hợp á. Ông bị đuối lý, ông nói tào lao rồi. Mày đừng có chọc điên cái mọt tao. Đừng có nói tao rồi sao rồi như hấp dẫn vậy mà la vậy. Tao không có view like, view mẹ vậy hết. Chúng bay cần mua like, mua bia cho nhiều. Cứ nhảy đùng vậy mà đứng chỗ không à. Tụi bay nghèo khổ, bay phải đi mua like, mua view rồi lừa gạt người ta. Còn ở đây tao là người dân bình thường. Tụi bay tối ngày á, tụi phụ nữ á thì lên là vẽ chấm hình giống như cộng sản đánh vậy đó, đeo dây xích vào rồi bắt đầu làm thấy gớm lắm hả. Một con á thì đánh mặt phấn son dài hả, cạo xuống cả chén, mắt xanh mắt đỏ mắt vàng mắt tím hả, lên khóc ôi tôi yêu Việt Nam, tôi thương Việt Nam đấy. Còn thằng chột á đuôi một con mắt hả, bằng áo vét thắt cà vạt thiếu đường hả, muốn thắt cổ mà chết mẹ cho nó sướng cho rồi. Còn thằng Tân Thái á thì hồng cổ của nó thì văng ra vậy đó để mà lấy vai, lấy like, lấy view hả, để cho chúng bay. Rồi bắt đầu ban ngày thì đi đào móng, cắt móng tay, vuột móng tay, rồi về bắt đầu lấy cái móng vuột bắt đầu đi hả, đi chống cộng cực ngu cho chúng bay. Luôn chúng bay hả, cái thứ buồn được với chúng bay ở bên đất nước bên hải ngoại rồi hả, mà tụi bay còn khốn nạn nữa, bay đi lừa gạt hả, bay mua view mua like, rồi bay đi lừa gạt đồng bào nó để đi lật đổ, thương dân dân, đòi cho dân dân. Tụi bay làm gì đủ tư cách bay đòi. Bộ dân tao đang đủ tư cách đòi à. Tụi bay làm gì cái đéo gì mà đủ tư cách. Về tối ngày mà vẹt thắng xong lên rồi khóc lóc, làm cộng sản ác hèn với giặc, ác với dân. Lù chúng bay không biết con ma ranh gì hết được, tài gáy với chó gáy hàng ngày, với chó gáy thứ bảy vậy đó. Ngày nào cũng gáy với chó thứ bảy vậy đó, đực vậy đó. Nói tới mấy con gì nó gào hát để có cơm nó ăn. Còn nó gào nó nhịn đói thì sao, bởi vì ngày nó lên tới mấy tiếng. Nó còn hơn là bên mình nữa, bên mình đâu có đói khát hay đâu. Bình thường vẫn ngày 3-4 cử luôn, buồn là chiều đâu đi tiệm ăn phở chai gì à. Đâu lo rồi đâu phải lo, giờ này như ổng giờ này phải chạy xe đi làm. Mình giờ chuẩn bị ngồi online cho Vi ngủ nè. Sung sướng mấy khỏe. Hỏi là hướng đòi mấy chữ sao mày cứ comment lưu tới hai cái chữ này hoài vậy? Nó nói là những cái người mà dự thi Olympic á, 99% á là toàn là bỏ cái chế độ cách mạng hết rồi đi theo chế độ tư sản á, tụi nó đủ tư cách đâu mày nói. Ý của tôi nói là vậy. Biết rồi mà không có đủ tư cách đâu mà nói. Nãy giờ comment bao nhiêu đó. Mà còn có comment nào khác không? Khi nào mày cái đầu nó rồi mày nói. Mày có tư cách đi. Nhưng còn bây giờ tụi bay nằm dưới cái hợp tác, tụi bay đừng comment bắt thứ lung tin. Cái nói chung cái ăn học vụ Olympic nó chả giúp được cái gì, nó thẳng là vậy. Như hình như là mình cũng có Bảo Châu gì á, cũng toán học gì á chị, nhưng mà có thấy được phát minh được cái khỉ gió rồi đâu. Thôi cái đó thì Bảo Châu gì của hổm cái gì cũng phát minh đi, cũng nói về toán. Nhưng mà có ra được sáng kiến gì đâu, trong nước mình đâu cần cái toán học ở đâu. Mình chỉ cần người dân chúng mình là chỉ cần cái gì mà thiết thực mà thực dụng trong hàng ngày. Giờ chẳng hạn như những người nông dân mình bây giờ á, em thấy chế tạo ra cái máy mà cái lúa đồ nó cũng có đó, với những cái máy mà kêu bằng mà nó trồng hạt á bằng cái động cơ thổi đó. Đó người ta là người nông dân bình thường, không có cần bằng kỹ sư thạc sĩ tiến sĩ gì hết, nhưng ta vẫn làm được đó. Nó là cái ngu cái khôn, quá khôn luôn. Chỉ có cái đám mà thất nghiệp tối ngày ăn ở không, ca sĩ mà chân chính là họ ăn ở không rồi nghe lời tào lao không. Ca sĩ chân chính là họ đi về rồi, còn cái thứ mà ca sĩ á là phải theo nó. Nguyễn Phương á đúng á, ca sĩ mà bên này theo hát những cái bài là chống cộng cực ngu rồi đó, nó ở bển. Còn những ca sĩ mà họ không chấp nhận tụi đó là họ về Việt Nam hết. Em chào mọi người. Em chào mọi người. Mình thấy cái một cái bạn gì mà nói là thi, nói chung là những cái người mà học giỏi mà đi qua nước ngoài á, thì định cư ở nước ngoài hết, thì mình nói cho bạn nghe luôn nha. Tất nhiên á, là khi mà họ qua bên đó, họ có cái điều kiện tốt bên đó, thì họ muốn là ở bên đó để họ làm có nhiều tiền hơn ở Việt Nam. Cái đó là cái việc họ đi đâu, họ để họ ở đâu là cái việc đó, việc của họ. Nhưng mà khi mình nói ra được cái điều đó thì mình cũng phải hỏi là bao nhiêu người, những cái người mà người ta thành công ở nước ngoài, người ta đang về ở Việt Nam để người ta đầu tư, người ta phát triển đất nước. Ủa chứ cứ thôi cứ lấy mấy người đi thì cũng phải có mấy người về chứ. Việt kiều bao nhiêu người đã về đây, người ta sinh sống ở đây, ca sĩ ở đây, người ta mua nhà mua cửa hết. Thậm chí là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con của Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ hồi xưa là Tổng thống Ngụy đó, mà bây giờ người ta về đây, người ta còn mua nhà, người ta sinh sống ở đây. Thì mình nói cái gì là mình phải có hai mặt của nó. Ví dụ như cái người đi là tại vì người ta thấy cái điều kiện bên đó làm việc kiếm tiền nhiều hơn, thì người ta ở bên đó, người ta, cái đó là cái việc của người ta. Nhưng mà người ta đi rồi người ta cũng sẽ về. Chứ mình đừng có so sánh khập khiễng mấy cái chuyện như vậy. Mình nói những cái vấn đề đó rồi mình phải suy nghĩ là có những cái người mà người ta đã từng thành công ở nước ngoài và người ta đang về ở Việt Nam, người ta đầu tư, người ta phát triển. Có coi sách Cá Mập không? Có coi cái chương trình đó chưa? Toàn là Việt kiều không đó, toàn là đại gia. Cuộc sống này á, nói cho các bạn nghe này, ở Việt Nam á, đất lành thì chim nó đậu, đơn giản vậy thôi. Còn ví dụ như cái người nào mà người ta cảm thấy nước ngoài nó có cái cơ hội cho họ để họ phát triển thì họ đi, cái đó là cái việc của họ. Cái đó là cái việc của họ chứ. Thôi lắm. Cứ mỗi lần mà ai mà đi ra nước ngoài cái lũ bọn bày cứ nói là bỏ nước, bỏ cộng sản đi này cái nọ, nói như tụi mày chắc 90 mấy triệu người chắc người ta đi hết rồi. Ủa vậy sao tụi mày giờ tụi bay gì mà Hương Đoàn mày có tư cách gì ai mà phải sợ mày? Tư cách gì mà phải sợ? Mày đủ tư cách đâu mà sợ. Nói đi. Con Hương Đoàn này là cái con ba que chị ơi. Em bữa giờ em cũng chừng nó rồi. Mà đâu ba vô chị nói tiếp á. Tụi bay cái luận liệu xuyên tạc rẻ tiền của tụi bay á, nói thiệt á, tụi bay dụ được những cái đứa mà nó cỡ như tụi bay thôi. Chứ không có dụ được ai hết á. Suốt ngày tụi bay cứ vẽ ra cái này, vẽ ra cái kia, tụi bay ngồi tụi bay xuyên tạc, tụi bay cứ tưởng cái đó là cái chân lý của tụi bay hả? Ở đâu mà ra? Tụi bay á, từ cái lúc mà khi mà Mỹ chiến tranh ở Việt Nam, tụi bay tham sống sợ chết. Tụi bay cứ muốn sống trong sung sướng, tận hưởng cuộc sống. Tụi bay đi làm tay sai cho nó. Làm cho đã đời á, chị May biết là 100% là nó nghĩ là Mỹ sẽ thắng. Nó không bao giờ nó nghĩ Mỹ sẽ thua. Tại vì một cái nước Việt Nam có tí xíu à, mà nguyên một cái đế quốc Mỹ mà nó qua Việt Nam thì chị nghĩ đi, nó nghĩ là ai sẽ thắng. Nó nghĩ 100% là Việt Nam sẽ thua mà Mỹ sẽ thắng. Đâm ra bao nhiêu lính á, cứ để đi đu theo thằng Mỹ để mà sống cuộc sống tận hưởng sung sướng. Mà chị thấy không, khi mà một cái thằng vua mà nó tuyển mà quan lính đâu á, toàn là một cái lũ gian thần không. Chị thấy nó làm được cái gì cho đất nước? Nó hại cho bọn Mỹ mà thất bát sang bang luôn. Nó nuôi biết bao nhiêu năm trời, cuối cùng có làm được gì cho nó đâu. Rồi cuối cùng cũng bị đánh đu càng đi đó. Rồi á, tụi bay á, khi mà chiến tranh kết thúc á, tụi bay cũng sống, tụi bay cứ sợ là ở Việt Nam nghèo khổ. Sau một cái đống hoang tàn, tụi bay sợ nghèo khổ. Tụi bay cho để cho nguyên cái đất nước của người ta, cho dân, cho quân người ta bây giờ người ta đi lên từ cái đống hoang tàn đổ nát để được ngày hôm nay. Tụi bay thấy giàu có phát triển, tụi bay về, tụi bay đòi, tụi bay chia chác, tụi bay giành giật lại. Đi vừa ăn cướp vừa la làng của người ta mà suốt ngày đòi về đây mà tụi bay chia chác. Tụi bay tối suốt ngày tụi bay chỉ có vụ tụi bay cứ lôi kéo người này người kia vô tù, chứ tụi bay có dám làm cái gì, tụi bay có dám ra mặt tụi bay không? Hả? Suốt ngày tụi bay cũng lên bô bô cái miệng. Tụi này không có được gì hết, chỉ là xúi người đi làm thay cho nó. Với là già mà đi nói xấu đất nước, phải chà đạp đất nước. mình nói á, mình nói cho các anh chị em nghe này, nó mơ, nó ngồi nó mơ giống như lấy cái mấy cái nước mà bên Ả Rập á, nó ngồi nó mơ vậy á, nó mơ mà dân mà xuống đường mà cái kiểu đó vậy á, nó mơ, nó đang ngồi nó mơ, nó mơ làm chi, nó mơ là khi mà dân mà tự xuống mà đánh nhau với cộng sản mà có đầu rơi máu đổ á, thì lúc đó nó mượn cái chính quyền của Mỹ á, xen vô lần nữa, giống y như những cái nước ở ngoài đó mọi người. Nên ở đây á, chúng ta đang sung sướng, là chúng ta đang có muốn chiến tranh, nó là do chúng ta này, chúng ta có tỉnh táo, chúng ta có khôn để mà chúng ta có nghe lời nó hay không này, chứ nó ở ngoài suốt này nó chỉ ngồi nó xúi, mà bây giờ nó muốn xúi là nó phải làm cái gì, nó phải nói xấu đất nước, nó phải xuyên tạc, nó phải nói đầu này đổi đầu kia, nó phải nói bán đất bán nước Trung Quốc mà mọi người. Chứ bây giờ chúng ta đang ở trong nước này, chúng ta thấy là nhà nước bán cái gì cho Trung Quốc. Việt Nam là Việt Nam mà Trung Quốc là Trung Quốc, chứ tại sao mà lúc nào cũng đi xuyên tạc đi bán ở Trung Quốc mà mọi người thấy bán cái gì? Những cái ông ở trong đảng á, bắt tay biết bao nhiêu nước ở trên thế giới thì nó không nói gì, mà tới bắt tay Trung Quốc là nó kêu bán nước Trung Quốc. Còn mọi người thấy nó khốn nạn không? Không Phạm, tại vì em Hạnh Phúc nói đúng quá nên chị ông chán ông nạn ông chịu không nổi hả? Tại vì nói đúng quá. Ê, nghe chán quá rồi xuống đi. Tại vì nói đúng quá. Nói đúng quá cái đầu của ông á, trẻ vô cái não của ông á nên chị ông chịu không nổi, đúng không? Ông lớn tuổi rồi. Ông làm sao ông làm, ông nói ra cái gì ông để cho người ta coi trọng mình chút xíu. Cứ sáng làm như ông không muốn là chị Hà My chỉ chửi á, là ông chịu không ăn cơm không ngon, ngủ không yên hay sao á. Ông kêu lật đổ được cộng sản mà ông thấy ông làm được cái gì chưa hả? Ông làm như cái nước Việt Nam này chắc là ai cũng khùng hết, mà ông làm như cái nước Việt Nam này là cái xô nước hay là cái bàn cái ghế gì, ông kêu cái lật cờ lật. Trời đất ơi, mấy cái con mà nó khùng nó điên nó mới nghe lời tụi ông, nó vì vài đồng bạc cái bây giờ nó vô tù nó ngồi hết rồi đó. Còn bây giờ tự nhiên dân của người ta sống sung sướng, người ta đang phát triển đất nước như vậy. Ông có coi những cái hình ảnh mà ông vô trong cái Facebook của tôi kìa, ông coi tôi đăng những cái hình ảnh mà đất Việt Nam nó phát triển kìa. Còn ông có đuôi có mù quá thì ông lên YouTube ông coi, ông mở ra ông coi cái đất nước Việt Nam nó phát triển tới mức nào. Nó không có thua ai hết á. Tôi xin lỗi ông nha ông Hồng Phạm. Bây giờ ở Mỹ ông có cái gì là ở Việt Nam có cái đó hết á. Chỉ sợ là không có tiền thôi. Sợ không có tiền thôi, đúng rồi đó. Ông làm như nước Mỹ của ông là cái gì á? Trời đất ơi, thời đại công nghiệp quá, hiện đại quá của toàn thế giới thì ở đâu cũng như nhau hết. Người ta bắt tay người ta làm việc thì bên Mỹ nó có cái gì thì Việt Nam người ta có cái đó hết. Ông làm như Việt Nam lúc nào cũng là cái gì mà lúc nào cũng nghèo khổ. Ông cứ kê người ta là lạc hậu. Có lú cái mặt về Việt Nam, biết cái nước Việt Nam nó ra sao mà suốt ngày bên đó ngồi cứ ra rã về chê bai. Bầu rồi. Sao mà đi chơi mấy người không bầu? Tôi nói bây giờ ông muốn lên á, tôi nói ông về nhà ông học thêm tiếng Việt, hoặc là ông học thêm cái lý luận gì đó, ông học thêm cái gì á, ông học thêm cái gì để người ta lên người ta nghe hấp dẫn chút xíu. Mặc dù là ông biết là ông muốn ông lật đổ cộng sản Việt Nam, nhưng mà lên nghe nó cũng còn nghe nó còn được chút xíu. Ông lên ông có suốt ngày ông cứ mấy câu đó ông cứ nói tới nói lui, nói tới nói lui suốt ngày, cứ là làm tay sai tao tàu cộng rồi cộng sản ác với dân rồi hàng với giặc này kia nọ. Ông không có một cái gì để mà ông nói khác hết á. Nếu ông nói khác chưa năm ông nói khác tôi mà cho ông lên, nhưng ông nói là ông có tối ngày ông cứ gì cộng sản ác, chế độ cộng sản bây giờ hết rồi, chỉ còn Việt Nam đó, cho tàu cộng. Cái câu đó tôi nghe đến tôi chán với ông lắm rồi. Tôi nói ông nghe này, cộng sản mà hồi xưa nó ác mà như Hitler đó, Hitler nha, là nó chém bay đầu cái lũ ngụy quân ngụy quyền của ông rồi không. Ông nghe chưa? Nếu mà cộng sản mà ác rồi như Hitler hồi xưa đó là chém tụi ông bay đầu hết rồi, tụi ông không còn. Mà tôi nghĩ hồi xưa mà nếu mà để mà sinh ra cái lũ mà bán nước cho tụi ông vậy, hồi xưa tôi biết vậy á, mấy ông cộng sản giết hết mẹ cho rồi đi, để chi mà cho sống, chứ bây giờ về ngồi hại dân hại nước, phải không chị My? Hồi xưa biết mà nó ác vậy thôi, giết mẹ nó hết cho rồi đi, lấy súng nẻ trong đầu nó chết mẹ hết cho rồi đi, để chi mà bây giờ người ta đã cho mình đi rồi, mình đi xin tị nạn, người ta tạo điều kiện mình đi diện HO hoặc là mình đi cái gì để vượt biên hay cái gì đó, cái người ta cũng đã tạo điều kiện cho mình đi rồi, đã đi cho đã đời, xong rồi giờ quay lại cắn người ta, chửi người ta, ai cướp nước của các ông? Ủa bây giờ tôi hỏi ông đơn giản này, tự nhiên nước Mỹ á, nó cách Việt Nam một nửa vòng trái đất, nó bay qua Việt Nam, nó từ bên đó nó bay qua bên đây nè, nó lấy súng, nó lấy quân, nó giết người ta, vậy nó là cái gì? Nó là giặc hay là cái gì? Rồi giờ tụi ông á, rồi tôi hỏi tụi ông nè, tụi ông theo nó giết lại nhà quân dân hả? Rồi cuối cùng ông đánh thua xong rồi tụi ông là một cái lũ ăn hại, tụi ông chỉ có biết là tận hưởng, tụi ông cứ tham sống sợ chết, tụi ông cứ muốn sống giàu có không à. Đến khi mà từng ông thua đã đời xong á, cái bị ông nói người ta cướp nước ông người tụi ông á, nói chung là không, rất là ấu trĩ, rất là vô liêm sỉ, rất là không có lòng tự trọng. Đi qua Mỹ sống cho đã đời xong rồi ủa khen bên Mỹ là thiên đàng mà, khen bên Mỹ là tư bản mà, thì giờ sống bên đó thì sống đi. Ủa cái Việt Nam có liên quan gì đâu, thắng làm vua thua làm giặc. Bây giờ người ta thắng rồi thì ông không có tư cách gì hết á. Ok, thôi chị My mời ai, chị My mời đi, em xuống. Nói rồi, cho em nghỉ.